Trên thế giới, Tổng thống Biden có bài phát biểu cuối cùng ở Liên Hiệp Quốc. Cựu Tổng thống Trump hứa sẽ cải thiện đời sống phụ nữ. Chính phủ mới của Pháp họp lần đầu tiên để thảo luận về ngân sách và di cư. Nga phản ứng khi ông Zelensky tuyên bố chiến tranh sắp kết thúc. Bão tấn công Mexico với nguy cơ gây lũ lụt đe dọa tính mạng. Tại Việt Nam, Thủy điện Trị An tăng xả lũ lên gấp 3. Ngân hàng UOB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam sau bão Yagi. Xe cứu hỏa va chạm xe máy, một người tử vong. Bỏ đề xuất quy định sinh viên không được làm thêm quá 24 giờ mỗi tuần. Bà Phương Hằng trở lại làm Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam. Hải Âu xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng đến với những thông tin mới nhất được cập nhật trong chương trình sáng nay, ngày 25 tháng 9 của Khoe Tự Nhiên. Mở đầu là tin thế giới. Tổng thống Biden có bài phát biểu cuối cùng ở Liên Hiệp Quốc. Vào tối ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thời điểm mà ông chỉ còn lãnh đạo nước Mỹ 4 tháng nữa. Nhưng hai cuộc chiến tranh tại Ukraine và Gaza có thể sẽ tiếp tục gây khó cho nước Mỹ sau khi mà nhiệm kỳ của ông kết thúc. Trong bối cảnh các nỗ lực nhằm dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza bế tắc và cường độ giao tranh giữa Israel và Hezbollah gia tăng, thì ngũ giác đài cho biết họ sẽ đưa một lực lượng bổ sung đến Trung Đông để phòng ngừa chiến tranh lan rộng. Ông Biden cũng nói về những thành tựu lớn trong thời gian tại nhiệm, đồng thời thì kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Ukraine và một giải pháp ngoại giao tại Trung Đông. Theo như thống kê mới nhất, số người thiệt mạng tại miền Nam Liban trong đợt tấn công của Israel ngày 23 tháng 9 đã lên tới là 558 người, trong đó có 50 trẻ em. Số người bị thương là hơn 1.800 người. Một quan chức Liban mô tả đây là ngày mà nước này chịu thương vong nhiều nhất vì xung đột kể từ sau cuộc nội chiến giai đoạn 1975-1990. Trong khi đó, liên quan tới cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Trump tuyên bố vào hôm ngày 23 tháng 9 tại cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania rằng nếu ông đắc cử thì ông sẽ cải thiện đời sống của phụ nữ và bảo vệ họ. Ông nói rằng phụ nữ sẽ rất hạnh phúc và không còn nghĩ đến việc phá thai nếu ông đắc cử. Ông Trump cũng nói rằng tôi đưa ra tuyên bố này cho những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn khi so với 4 năm trước, phụ nữ hiện nghèo hơn, sức khỏe kém, thiếu an toàn hơn trên đường phố và phải chi trả nhiều hơn cho hàng tạp hóa và mọi thứ khác. Cơn ác mộng này sẽ kết thúc bởi tôi sẽ là người bảo vệ các bạn và tôi muốn làm như vậy. Trên cương vị Tổng thống, tôi phải là người bảo vệ các bạn. Tuyên bố cũng được đưa ra khi ông Trump đang nỗ lực thu hút nhóm cử tri nữ ở giai đoạn nước rút của cuộc đua Tổng thống. Một cuộc thăm dò cho thấy ở nhóm này, bà Harris giành được 53% tỷ lệ ủng hộ và ông Trump thì giành được 42%. Ở nhóm cử tri nam, cựu Tổng thống dẫn trước ứng viên Đảng Dân Chủ với tỷ lệ lần lượt là 53% và 39%. Chính phủ mới của Pháp họp lần đầu tiên để thảo luận về ngân sách và di cư. Vào hôm ngày 23 tháng 9, chính phủ mới của Pháp do những người theo phái bảo tồn truyền thống và trung lập chiếm đa số đã họp lần đầu tiên với ưu tiên hàng đầu là ngân sách và vấn đề di cư. Phiên họp nội các này đã được Thủ tướng Michael Barnier tổ chức với Tổng thống theo đường lối trung dung Emmanuel Macron tại Trung điện Elis. Và trong cuộc họp, ông Macron đã nói với các thành viên chính phủ rằng một kỷ nguyên mới đang bắt đầu vì tình hình chính trị chưa từng có ở nước này và kêu gọi họ tiếp tục con đường thỏa hiệp. Cuộc bầu cử hồi tháng 7 của Pháp đã dẫn đến quốc hội treo và chia rẽ chính trị sâu sắc hơn. Mãi cho đến ngày 21 tháng 9, danh sách nội các được mong đợi từ lâu của nước này mới được công bố. Và Pháp cũng đang phải đối mặt với vấn đề lớn là nợ chính phủ vượt mức cho phép theo như quy định của Liên minh châu Âu và có thể khiến Ủy ban châu Âu bắt đầu một quy trình chính thức nhằm xử lý vi phạm này. Và để giải quyết tình hình tài chính bấp bênh của Pháp, Thủ tướng Barnier cho hay dự luật ngân sách năm 2025 sẽ được tranh luận tại Quốc hội bắt đầu từ tháng tới. Ông Barnier cũng tuyên bố sẽ kiểm soát và hạn chế nhập cư khi mà số lượng người di cư đến Pháp đã trở nên không thể chịu đựng được. Nga phản ứng khi ông Zelensky tuyên bố chiến tranh sắp kết thúc. Vào hôm ngày 23 tháng 9, ông Zelensky đã phát biểu trước báo giới rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang tiến gần đến hồi kết hơn nhiều người nghĩ và đồng thời kêu gọi đồng minh tăng cường năng lực cho Ukraine.
Đáp lại thì phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, ngay sau khi đạt được những mục tiêu đó bằng cách này hay là cách khác, chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ hoàn tất. Và những ngày gần đây thì Tổng thống Ukraine đã đề cập đến kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột giữa hai nước và sẽ trao đổi về kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai ứng viên Tổng thống nhân chuyến thăm Mỹ trong tuần này. Trong khi đó, thì trên mặt trận, phía Nga cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng lính đánh thuê nước ngoài trong các đơn vị triển khai ở tỉnh Kursk của Nga. Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Abman, thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết vào ngày 23 tháng 9 rằng lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine đã tham gia vào các hoạt động tác chiến và một số nhiệm vụ khác cùng với quân đội Ukraine. Trước đó, thì Nga cũng đã phát hiện một số huấn luyện viên quân sự nước ngoài ở Zhuzhia, thị trấn mà Ukraine giành quyền kiểm soát không lâu sau khi mở chiến dịch đột kích vào Kursk. Bão tấn công Mexico với nguy cơ gây lũ lụt, đe dọa tính mạng. Vào đêm ngày 23 tháng 9, cơn bão Zone đã tấn công bờ biển Thái Bình Dương phía nam Mexico và đổ bộ gần thị trấn Punta Maldonado với cường độ cấp 3, gió mạnh nhất đạt 190 km mỗi giờ và nhanh chóng suy yếu sau khi mà vào đất liền. Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng cơn bão này có tốc độ chậm và gây mưa lớn nên có thể sẽ gây ra lũ quét và lở đất thảm khốc tại một số tiểu bang của Mexico. Tổng thống Mexico cũng đã khuyến cáo người dân di chuyển đến nơi cao giáo và bảo vệ bản thân. Trường học đóng cửa ở những nơi bão gây tác động lớn. Chính quyền địa phương cũng đã sơ tán hàng ngàn người và thiết lập các nơi trú ẩn, điều động quân nhân và các lực lượng để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Liên quan đến việc xả lũ, ngày 24 tháng 9, công ty thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày thì công ty đã mở thêm cửa xả thứ 2 và thứ 3. Tổng lưu lượng xả nước xuống hạ du tại hai cửa này lần lượt là 320 m khối mỗi giây và 480 m khối mỗi giây, gấp 3 so với ngày 23 tháng 9. Như vậy thì chỉ trong 2 ngày liên tiếp, thủy điện Trị An đã mở 3 trong tổng số 8 cửa xả qua đập tràn, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên khoảng 1.300 m khối mỗi giây. Đại diện công ty này cho biết việc xả lũ sẽ duy trì đến khi mực nước hồ chứa về mức là 60,8 m. Ngoài ra do chiều cường xuống thấp dưới báo động 1 và thời tiết thuận lợi nên việc xả lũ sẽ không ảnh hưởng đến vùng hạ du. Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam, sử dụng từ năm 1991. Hiện thì nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế là 400 MW, điều tiết lũ cho vùng hạ du, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho hơn 10 triệu người dân 3 tỉnh là Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn. Ngân hàng UOB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam sau bão Yagi. Theo như báo cáo của ngân hàng Singapore United Overseas, do ảnh hưởng của bão Yagi với sản lượng ở miền Bắc sụt giảm, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các dịch vụ bị hư hỏng, mức tăng trưởng trong những tháng cuối năm của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm. Dự kiến thì mức tăng trưởng kinh tế hai quý cuối năm sẽ chậm lại lần lượt ở mức là 5,7% và 5,2%, giảm so với dự báo trước đó. UOB cũng nhận định kết quả tăng trưởng cả năm của Việt Nam sẽ giảm 0,1% so với dự báo trước. Trước đó thì theo những ước tính của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, bão Yagi sau khi quét qua 26 tỉnh thành đã gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. Vì thế GDP năm 2024 có thể giảm 0,15% so với kịch bản không có bão. Dù vậy, UOB cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức là 4,5% và tập trung thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cùng với các biện pháp hỗ trợ khác. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Xe cứu hỏa va chạm xe máy, một người tử vong. Vào chiều ngày 24 tháng 9, xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Gia Lai đang trên đường xuống huyện Mang Giang để cứu hộ người mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Khi đến ngã tư Trần Phú và Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, hướng đường Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, thì xe cứu hỏa đã tông trúng xe máy. Cú tông khiến cho người đàn ông 30 tuổi ở phường Cha Bá, thành phố Pleiku tử vong tại chỗ, xe máy cũng hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn thì xe chữa cháy có tín hiệu còi, cờ và đèn. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định, được ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ mọi hướng, kể cả khi mà có đèn đỏ. Xe cũng được phép đi vào đường ngược chiều, không bị hạn chế tốc độ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Liên quan đến dự thảo luật việc làm sửa đổi, vào chiều ngày 24 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã loại bỏ quy định giới hạn sinh viên làm thêm tối đa là 24 giờ mỗi tuần.
Theo đó, học sinh sinh viên đang theo học tại các chương trình giáo dục mà đủ độ tuổi lao động được làm việc theo như quy định. Tiền lương được thanh toán dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ. Hiện thì mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng 1 là 23.800 đồng, vùng 2 là 21.200 đồng, vùng 3 là 18.600 đồng và vùng 4 là 16.600 đồng mỗi giờ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dự luật việc làm sửa đổi, mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Và ngoài ra, có một điểm mới đáng chú ý là điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt. Người lao động và người sử dụng lao động sẽ đóng tối đa bằng 1% tiền lương trên quỹ tiền lương. Dự luật cũng mở rộng nhóm được hỗ trợ, bao gồm các doanh nghiệp gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội vào cuối năm 2024. Một thông tin liên quan đến công ty Đại Nam. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của công ty. Đồng thời, bà Hằng cũng kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Quyết định bổ nhiệm do ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Đại Nam, cũng là chồng của bà ký. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9. Như vậy, vai trò của bà Nguyễn Phương Hằng tại công ty Đại Nam đã được phục hồi nhưng có chút thay đổi. Trước đó, bà Hằng giữ chức Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Công ty này là chủ đầu tư một số khu công nghiệp, khu dân cư, trong đó có khu du lịch Đại Nam với tổng diện tích là 450 hectare. Vào cuối tháng 3 năm 2022, bà bị bắt với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào cuối tháng 9 năm 2023, bà bị tuyên phạt 3 năm tù. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, bà Hằng được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy like, share và để lại bình luận để ekip tiếp tục có thêm động lực làm thật tốt các video tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!